Xin chào các bạn, chúng ta cùng đến với một nguyên tố tiếp theo, đó là mangan. Và nguyên tố này sẽ được đọc là gì đây? Chúng ta nhìn vào phần phiên âm, đây là âm e bẹt, âm e bẹt, và đây là âm ng, ng. Và âm e bẹt này ghép với âm ng mình đọc là áng, đúng không? E, ghép với chữ âm ng mình đọc là áng, áng, áng. Ghép với phụ âm m mình đọc là máng, máng, thế thôi ạ, máng. A không nhấn trọng âm, viết phiên âm thành âm ờ, các bạn đọc là g, đơn giản chưa? Viết phiên âm là g, còn đọc miệng mình đọc thì đọc là g. Và âm tiết cuối cùng không không viết phiên âm thành âm is như thế này, đúng không ạ? Is. Thì bây giờ các bạn đọc là ni, ni. Phụ âm z này các bạn chưa quen, các bạn cứ đọc thành âm g nhá, để quen với cái việc đọc ra đã. Còn bình thường là chúng ta hay bỏ lắm, nên mình đọc ni, ni. Giờ 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 được không ạ? Quen miệng rồi thì về sau các bạn cố gắng đi bỏ đi ở phần phía sau, thế là xong, đúng không ạ? Nếu bây giờ mình đọc chậm để quen miệng trước đã thì các bạn đọc là máng gờ nì giờ, nì giờ, máng gờ nì giờ, đúng không ạ? Như thế là đã có ngữ điệu rồi. Dần dần quen miệng, hãy bỏ đi âm ờ phía sau, các bạn có thể đọc được là manganese, manganese. Đó, được không ạ? Manganese, manganese. Nhớ là tất cả hai âm phía sau là âm không nhấn trọng âm, đúng không ạ? Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.